Đây là Samsung Galaxy A12 với khoảng 4GB các bạn. Có mức giá là 4.290.000 đang được giảm 400.000. Hôm nay là ngày cuối cùng áp dụng chương trình khuyến mãi các bạn nha. Chúng ta sẽ có mức giá chỉ còn 3.890.000 thôi, giảm 2% khi mua cùng sản phẩm bất kỳ với mức giá cao hơn, trả góp 0% lãi suất. Máy sẽ trang bị chúng ta một cái màn hình là 6.5 inch với độ phân giải là HD cộng và sử dụng con chip Helio G35 8 nhân, RAM 4 và bộ nhớ trong là 128 các bạn nha. Máy sẽ còn một phiên bản nữa đó là RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Giá là 4.690.000 các bạn. Và chúng ta sẽ có một viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W các bạn nha. Cụm camera phía sau chúng ta sẽ có 4 cam với độ phân giải là 48 MP, 5 MP và 2 camera phụ là 2 MP. Đây, chúng ta sẽ có một cái mặt nhám như thế này. Bên cạnh trái sẽ có khe để sim. Phía dưới chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc tiếp C và loa. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp mở khóa nhôm tai. Phía trên là tăng giảm âm lượng các bạn nha. Phía trên đỉnh chúng ta sẽ có mic hỗ trợ thu âm, giúp cho chúng ta có những âm thanh chất lượng hơn khi mà chat video call hoặc quay phim các bạn nha. Camera selfie chúng ta sẽ có độ phân giải là 8 MP. Đây là một trong những dòng điện thoại có mức giá hiện tại dưới 4 triệu mà đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại. Samsung Galaxy A12 phiên bản 4GB. Và đây là camera. Chúng ta sẽ có zoom góc rộng các bạn nha. Gần lại chúng ta sẽ có zoom 2x, 3x, 4x, 10x. Và chúng ta còn có rất nhiều chế độ chân dung, chụp xóa phông là màu hậu cảnh. Và chúng ta sẽ có chế độ là chụp macro, chụp thức ăn, chụp toàn cảnh, chụp chuyên nghiệp. Macro này, macro là chúng ta sẽ chụp những cái vật thể nhỏ như thế này, rất là nhỏ luôn. Rồi. Đây, rất là tuyệt vời. Đây là video, video này. Chúng ta sẽ chỉnh được cái độ phân giải của video trên đây. Full HD 30 frame các bạn ha. Đây là một trong những dòng điện thoại mà chúng ta đáp ứng cho công việc, học tập và cũng như là làm việc chúng ta. Có thể chơi một số tựa game nhẹ các bạn nha. Với một cấu hình cơ bản như thế này thì máy sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Pin 5000 có thể sử dụng cả một ngày. Với một thiết kế chắc chắn như thế này, rất là chắc chắn. Và đây là Samsung Galaxy A12. Các bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm này có thể truy cập ngay website Thế Đồng chúng tôi và điện messenger.com để chúng ta có thể biết thêm thông tin chính xác cũng như giá và chương trình khuyến mãi của bạn nha. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Baby.